Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tin Tức Dân Trí. Cựu thượng úy công an gài ma túy ở Hà Nội. Chỉ cần có hàng trên xe là chết. Cơ quan điều tra xác định cựu thượng úy Nguyễn Thị Vững từng công tác tại Cục Cảnh sát Phòng chống buôn lậu Bộ Công an đã bàn bạc giúp cho chị Nguyễn Thị Vân, Hà Nội gài ma túy trên xe ô tô để đẩy bạn trai đi tù. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã hoàn tất bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp, đề nghị truy tố các bị can trong vụ án gài ma túy vào ô tô để đẩy bạn trai vào tù xảy ra vào tháng 10 năm 2016. Theo đó, bị can Nguyễn Thị Vân sinh năm 1982 và bị can Nguyễn Thị Vững sinh năm 1978 cùng trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội cũng bị đề nghị truy tố về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và vu khống. Bị hại trong vụ án là anh Nguyễn Văn Thiện sinh năm 1975, bạn trai Vân. Nhận 1 tỷ để giúp người khác đẩy bạn trai vào tù. Theo kết luận điều tra, Vân và Thiện có quan hệ tình cảm và ở với nhau như vợ chồng. Quá trình sung sống, hai người thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn, đánh chửi nhau do ghen tuông. Khoảng cuối tháng 9 năm 2016, Vân quen Vững và thường xuyên tâm sự khi bạn trai đánh đập, đồng thời có tranh chấp tài sản nên muốn làm cho Thiện đi tù. Thấy Vân gợi ý bỏ ma túy vào xe ô tô của Thiện, cựu thiếu úy công an đã chấp nhận và nói sẽ báo công an để bắt giữ Thiện, đổi lại Vân phải trả cho Vững là 1 tỷ đồng. Thỏa thuận xong, hai bên đã ký chính thức bằng giấy vay nợ có nội dung không biết. Vân cho Vững vay 1 tỷ đồng, thế chấp sổ đỏ căn hộ chung cư ở khu đô thị Nam Thăng Long, quận Tây Hồ. Sau đó, Vân biết thông tin, đặc điểm ô tô của bạn trai và phong bì rồi đưa cho Vững. Sáng ngày 28 tháng 10 năm 2016, Vững gọi điện cho Vân, bảo Vân gọi điện cho một số máy, sẽ có người đưa thứ gì đó để bỏ vào xe anh Thiện. Do đó, bàn bạc trước nên Vân đã hiểu đây là người đưa ma túy đến. Chiều tối cùng ngày, khi bạn trai trên xe ô tô đi gặp gỡ khách hàng tại Mỹ Đình, Vân lén gọi điện báo cho bà Vững lộ trình di chuyển, mục đích để lực lượng công an bắt giữ Thiện vì trên xe đã có ma túy. Trên đường di chuyển, Thiện bị cảnh sát, cơ động, công an thành phố Hà Nội bắt quả tang vì có ma túy ở trong cốp xe ghế trước nên bị bắt tạm giam sau nhiều ngày sau đó. 3 ngày sau, Vân chuyển cho Vững số tiền là 200 triệu đồng. Tuy nhiên, sau 6 ngày bị tạm giữ, cơ quan công an đã quyết định hủy bỏ biện pháp ngăn chặn và thả Thiện về vì không chứng minh được hành vi phạm tội của anh. Sau khi tự mình thu thập chứng cứ, ngày 11 tháng 1 năm 2016, anh Thiện làm đơn gửi Viện Kiểm sát Nhân dân tố cáo về việc mình là nạn nhân trong vụ bàn bạc giữa Vân và Vững. Hé lộ đoạn ghi âm vạch trần âm mưu của bạn gái. Tiến hành giám định đoạn ghi âm giữa Vân và Vững do Thiện nộp hồ sơ cho cơ quan điều tra. Ngày 13 tháng 5 năm 2019, Trung tâm Tư vấn Giám định Dân sự kết luận trong đoạn ghi âm là tiếng nói của hai người. Nội dung đoạn ghi âm thể hiện mốc thời gian được thu thập sau khi anh Thiện được thả ra ngoài. Lời của Vân cho biết, mà bây giờ nó không thành, em cũng không trách gì chị đúng không? Mà bản thân em bây giờ cũng chấp nhận hậu quả, chứ chị cứ nghĩ em chấp nhận mất tiền thì không đành. Em vẫn phải chấp nhận, bởi vì em đã chấp nhận mất tiền là nó phải hoàn thành, nhưng nó không hoàn thành. Đáp lại Vân, bị can Vững nói rằng chị bắt được anh Thiện là thỏa mãn đã hoàn thành rồi. Trước khi bắt lúc đấy, chị nói rằng là nó, bạn trai Vân, có quan hệ, có tiền không, không có thì khẳng định là bắt chết. Với từng đấy lượng hàng, như thế thì bắt là chết, đoạn trích ghi âm lời của Vững. Tiếp tục giải thích, Vững cho biết ngay từ đầu đã tin tưởng Vân và nhận lời giúp đỡ. Ngay lúc gặp đầu tiên chị đã tin mày, chị đã giúp mày cái việc mà bao giờ mày bảo mua ma túy mày bỏ vào xe có phải không? Chị bảo ok, nếu làm như thế thì cũng có hàng, ma túy trong xe là chết, lời Vững nói trong đoạn ghi âm. Cơ quan điều tra nhận định Vân là chủ mưu khởi xướng việc bỏ ma túy vào ô tô để vu khống anh Thiện. Với Nguyễn Thị Vững, bản thân nguyên là cán bộ công an, được đào tạo cơ bản, từng công tác trong ngành lực lượng công an điều tra tội phạm về ma túy, mà là người am hiểu về pháp luật nhưng vì động cơ vụ lợi cá nhân đã giúp sức tích cực cho Vân phạm tội. Ngoài ra, do chưa xác minh được nhân thân, lai lịch của người đàn ông đã đưa ma túy cho Vân, vì vậy cơ quan điều tra đã hoàn tất tách hoàn toàn bộ nội dung liên quan đến hành vi của người này để tiếp tục điều tra xác minh làm rõ. Các bạn nhớ like và subscribe kênh YouTube Tin Tức Dân Trí để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày các bạn nhé. Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Đông bình thản kể lại quá trình y gây án từ lúc bắt đầu cho tới lúc sát hại cả gia đình ông Nguyễn Văn Hải, em ruột của ông Đông. Liên quan tới vụ truy sát một gia đình ở xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội khiến 4 trên 5 nạn nhân tử vong, một hiện đang cấp cứu trong quá trình nguy kịch. Chiều ngày 1 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra